Chào mừng bạn đến hướng dẫn thiết kế website miễn phí do Thân Nguyễn trực tiếp hướng dẫn. Giờ mới bắt đầu học thiết kế web. Phần 1. Hướng dẫn thiết kế website bằng của TRÊN. Chào các bạn, để mua tên miền thì đầu tiên các bạn sẽ vào Google, các bạn sẽ gõ là nguyenthan.com hosting. Thì tên miền cũng vậy, các bạn vào gõ nguyenthan.com hoặc tên miền sẽ ra đây, nguyenthan.com hosting. Thì sẽ ra cái giao diện của thằng hotbot. Thì này giảm giá là còn 2,24 đô một tháng. Thì bạn bắt đầu vào cái giá này, giá này để nó quảng cáo thôi. Thật sự thì các bạn vào đăng ký thì nó sẽ chơi động từ hơn 3 đô tới 5 đô. Thì bạn sẽ vào gõ cái tên miền để các bạn chọn. Nếu các bạn có tên miền rồi thì các bạn sẽ gõ vào đây. Thì các bạn sẽ gõ cái tên miền của bạn vào, giả sử như đi việt thằng .us. Rồi các bạn sẽ sử dụng nhầm và sẽ .us ở bên đây đó, rất rõ ràng các bạn. Các bạn gõ tên miền bên đây rồi chấm hoặc là gõ bên đây thì bạn bấm sử dụng. Thì nó hiện lên cái bảng để thanh toán, thì các bạn sẽ bấm vào tiếp tục đó. Thì nó lưu lượng là 10GB, dung lượng ổ đĩa không giới hạn. Thì các bạn có thể tạo nhiều website khác nhau. Thì các bạn sẽ chọn cái mức, giả sử như 1 năm thì sẽ giảm còn 3,99, 2 năm thì giảm còn 2,99 đô đó. Các bạn có thể chọn thêm những cái tiện ích này. Đây, mình giả sử như mình mua 1 tháng thôi. Thì các bạn bấm vào tiếp tục. Thì hiện nay nó đang khuyến mãi là 25% theo định kỳ. Nếu các bạn mua 1 năm, 2 năm thì nó sẽ giá giảm rất là cao các bạn. Rồi, các bạn sẽ bấm vào kiểm tra. Rồi, các bạn sẽ điền cái thông tin của bạn vào để đăng ký. Các bạn chưa có thông tin thì các bạn giả sử như mình bấm là Thân đi, em là Nguyễn. Đó, email. Đó, ví dụ như thế này. Rồi, số điện thoại của bạn. Rồi, những cái này các bạn có thể điền thông tin, thanh toán, thành phố. Thì bạn có thể dịch thành tiếng Việt để cho dễ nhìn nè. Cái này nó dịch cũng không rõ hả. Thì để em dịch lại. Đây, cái này là cái địa chỉ. Đây, thành phố của bạn. Cái này là cái mã bưu điện. Đó, bạn sẽ điền đầy đủ. Thử như cái này là ở các bạn sẽ chọn cái server nó ở đâu. Thì các bạn nên chọn là ở Hồng Kông thì sẽ tốt hơn. Server Việt Nam.
cứ chọn đại đi, rồi sau này bạn sửa làm được. Mình sẽ chọn, tại vì những cái dịch nó mình không có gần tiếng Anh nên nó dịch cũng hơi cô đi. Đó. Rồi tên phố của bạn thì sẽ ở Bình Dương gì đó. Đó. Đó thì các bạn bấm vào, thì các bạn lệnh rồi thì các bạn nó sẽ lưu. Thì làm thế nào để tìm thấy bạn? Thì bạn sẽ chọn một cái. Rồi, bạn sẽ điền vào cái mẫu đăng ký. Rồi chọn password. Rồi các bạn sẽ chọn phương thức thanh toán, thì sử dụng thanh toán ứng dụng PayPal hay là eBay, Bitcoin, tiền mặt. Đó, tín dụng thì bạn điền vào đây. PayPal các bạn bấm vào đây. Đó. Xong. Khi mà đăng ký tài khoản xong thì nó xác nhận các bạn. Rồi xong các bạn sẽ trở vô là đăng nhập. Rồi, các bạn bấm vào đăng nhập nha. Đây, mình sẽ bấm vào đăng nhập đi. Các bạn sẽ nhập cái địa chỉ email nè, thứ hai là mật khẩu. Đó. Thì nó sẽ đăng nhập vào cái tài khoản của nó. Thì các bạn sẽ tiến hành thanh toán. Hiện tại mình đang sử dụng một cái server. Ở đây mình sẽ hướng dẫn các bạn là cái giao diện nó nha. Đây, giả sử như vô thân.com/hosting. Thì mình sẽ mua một cái thử nghiệm cho các bạn xem để các bạn biết cách mua cái hosting như thế nào. Thì bắt đầu thì các bạn sẽ bấm vào bắt đầu đây. Rồi các bạn sẽ bấm giả sử như mình bấm tên là anh mua đó, Tí Việt Thân chấm thì các bạn sẽ kêu vào được cái này cái tên miền, và các bạn sẽ chọn là tên miền có sẵn. Các bạn sẽ bấm vào cái tên là tên miền của bạn mua rồi nha, mua mình hướng dẫn các bạn mua tên miền rồi đó, US hay chấm gì đó quan trọng, và muốn sử dụng đó, thì bước này nãy mình hướng dẫn rồi, thì các bạn sẽ bấm chữ tiếp tục. Rồi đã khuyến mãi 25%, thì các bạn phải bấm kiểm tra. Rồi các bạn sẽ chọn hình thức thanh toán. Ở đây tại mình đăng nhập rồi cho nên mình sẽ chọn hình thức thanh toán là PayPal. Thì bạn là đây, để mình sẽ chụp ảnh lại để sau này mình đưa được website cho các bạn tham khảo thêm. Đó. Rồi mình sẽ bấm vào kết thúc đặt hàng để tiến hành thanh toán. Đó, bạn sẽ chọn là check out hay là subscribe out. Subscribe out là các bạn đăng ký vào, các bạn có tài khoản rồi thì bạn chọn thế này. Đó, thì nó gửi một cái hóa đơn cho các bạn nè. Đó, gửi mail kiểm tra. Đó, hóa đơn là 3,4 mấy đô. Qua đường mới đó là 3,74 đô. Rồi thì các bạn sẽ đọc email và sẽ tiến hành thanh toán theo đường link này. Thì mình
mình sẽ chở ra đây, chụp ảnh này luôn đi. Đó. Email rồi, và chụp lại rồi, và sẽ mở cái hóa đơn của ra, và sẽ chụp lại rồi xong, các bạn sẽ trở ra cái giao diện của nó. Các bạn sẽ chọn thức là chắc chụp ra cũng được. Sẽ bấm tiếp. Đây, mình dịch tiếng Việt cho bạn xem nha. Đăng ký bằng tài khoản ghi nợ hoặc là tín dụng theo PayPal kiểm tra. Rồi, thì cái tiếp là các bạn sẽ đăng nhập vào PayPal. Nếu bạn chưa có PayPal thì các bạn sẽ bấm vào đăng ký tạo tài khoản. Còn bạn có rồi thì các bạn sẽ bấm vào đăng nhập, điền địa chỉ email, mật khẩu, thì sau đó các bạn sẽ bấm vào đăng nhập. Cái hết code này rất là hay khi mà các bạn không sử dụng trong thời gian mà một tháng, mà bạn sử dụng tới tháng thì các bạn quỷ thì nó có sẽ trả tiền cho các bạn đó, thì các bạn bấm đồng ý thanh toán. Rồi, bấm đồng ý thanh toán. Nếu tài khoản các bạn không có thì các bạn sử dụng thẻ Mastercard, thì mình sẽ có một video hướng dẫn các bạn lập một cái thẻ Mastercard online của bằng lết rất là hay đó. Sau khi thanh toán xong thì nó còn có giao diện hóa đơn như thế này đó, đã hoàn thành đó, đã thanh toán 3,74 đô đó, thì nó sẽ gửi tới cho bạn một cái địa chỉ email tiếp. Vì lúc nãy mình đã tắt cái mail rồi thì bây giờ mình mở mail lại. Sẽ vào cái email để kiểm tra, kiểm chứng là cái hóa đơn mình đã thanh toán rồi. Đó. Thứ nhất là hóa đơn của thằng HeadCode nè. Đó, thì mình sẽ chụp hóa đơn lại. Bạn đã thanh toán. Rồi. Xong mình sẽ ra mình cái PayPal của mình cũng thông báo đó, đã chuyển cho cái anh này đó, là bằng chứng rồi đó, là đã xác nhận cho cái thẻ Mastercard của mình đó. Thế thôi, thế là xong. Thì các bạn chờ nó duyệt nữa thì nó sẽ gửi cho các bạn cái thông tin để các bạn đăng nhập vào cái hosting. Thì cái video tiếp theo thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để mà liên kết giữa cái hosting và cái tên miền. Rồi, thân ái chào các bạn, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại video tiếp theo. Hẹn gặp lại bạn trong video tiếp theo. Hãy theo dõi kênh bằng cách bấm vào nút đăng ký bên dưới. Cảm ơn chia sẻ video này cho mọi người biết mình.